Hey, so what's up? Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World Thế giới Công nghệ. Tự nhiên quên mất tên kênh. Hy vọng sếp nhìn thấy video này bỏ qua cho em nha sếp. Rồi, và mình là Thanh Thủy, còn bên cạnh mình đây là anh Dương Nguyễn. Vì đây là số hỏi Laptop World thứ 52 rồi anh em ạ. Thì nếu như mà anh em có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi ở số hỏi đáp này hoặc là số hỏi đáp sau để bọn mình có thể trả lời cho anh em nhé. Anh em cứ đặt câu hỏi các số hỏi đáp thì chúng mình sẽ tư vấn cho anh em, trả lời cho anh em vào các số hỏi đáp tới. Và không chần chừ gì nữa nhỉ, chiếc máy ngày hôm nay của chúng ta là một quyển sách, một nhân vật đồng hành size rất là to. Quyển sách này có trị giá tầm 50 triệu gì đấy. Rẻ lắm. Ok. Thì không, giá đấy là rẻ rồi đấy. Chứ còn giá mà cho máy mới là vào khoảng gần 60 triệu. Dạ, anh có thể giới thiệu qua cái cấu hình của em nó. Con này thì anh em xem video review ở trên kênh Laptop World nhé. Con này nó là hàng review đấy. Hôm trước mình mới review cho anh em bằng chính con này xong. Thì bây giờ chúng mình tiến hành là bán lại con này. Mức giá rẻ hơn rồi đó, gần chục củ so với cả giá mới. Đấy, vẫn được hưởng full chế độ bảo hành giống hệt như là hàng mới luôn. Có cho ADN là... của anh Sơn đúng không? Ok, đấy. Rất là... Đây là một con máy hai màn hình mà mình thấy là gần như linh hoạt nhất từ trước đến giờ. Anh em thể nhìn này. Biến ảo, mọi thứ, các thứ kiểu, đủ các thể loại tư thế sử dụng luôn nhá. Tham khảo link thì bên dưới phần mô tả của video này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng... đến ngay với cả số hỏi đáp tuần này thôi thì nhỉ. Ok, câu hỏi đầu tiên của bạn là QQNT bảo 5075. Em chào 2AD tài chính dao động 14-15. Mong muốn một chiếc laptop văn phòng phục vụ cho ngành học logistics. Muốn một chiếc máy có màn đẹp này, lớn cũng như là xài bền lâu, chạy tốt thì nên chọn chiếc nào? Chúc kênh ngày càng phát triển và anh chị thật nhiều sức khỏe. Ok. Thank you em. Rất cảm ơn lời chúc của bạn nha. Xin phép trả lời luôn. Đối với ngành học này thì mình nghĩ là bạn sẽ cần đến một vài những cái phần mềm quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, vận tải này, kho bãi này, thêm vào đó là bộ Office, Microsoft Word đúng không nào, Excel, PowerPoint các thứ để có thể phân tích và lập bảng dữ liệu vân vân. Thì cấu hình đưa ra ở đây cho khoảng 4 đến 5 năm mình nghĩ là chúng ta sẽ nên chọn luôn một con Ryzen 7 hoặc là một con i5 đi. RAM thì tối thiểu 8GB nâng cấp được. Giá này thì mình nghĩ là sẽ có một con Asus VBook 15X OLED M3504IA. Đấy, mã là L1332W nhá, link bên dưới phần mô tả nhá. Con này đang có cấu hình AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16 SSD 512. Và con này thì mặc dù là chip U đấy, nhưng mà học cho ngành logistics thì nó sẽ tối ưu cho cái nhu cầu gọi là pin trâu. Và bạn có đang cần là một cái màn đẹp nữa thì con này nó có một con màn hình OLED là khá đẹp, tươi, sáng và đẹp, đáp ứng được tốt nhu cầu của bạn nhé. Ngoài ra thì mình khá thích một con nữa, đó chính là con Asus VBook 14 OLED A1405ZA KM264W. Con này thì giá của nó hơn 15, sắp xỉ 16 anh em ạ. Cấu hình sẽ là i5-12500H, RAM cũng 16 SSD 512. Nhưng mà chúng ta sẽ có một con màn hình kích thước nhỏ một chút là 14 inch. Tuy nhiên thì độ phân giải của nó lên tới là 2.8K OLED, chứ không còn là Full HD OLED như con trước đó nữa. Cho chúng ta có cái chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét hơn, đẹp hơn là rất nhiều. Đó, anh em có thể tham khảo qua hai con này trong phân khúc khoảng 15, hơn 15 triệu, vô địch luôn nhá. Link bên dưới phần mô tả của video này. Tất cả các con máy chúng mình nhắc trong video thì đều đã có sẵn link ở phía bên dưới phần mô tả anh em nhá. Ok, chúng ta cùng sang tới câu hỏi tiếp theo của bạn Aston gì đó. Rồi, ok. Dạ chào anh chị, em đang học ô tô nên cần vẽ kỹ thuật rất nhiều qua AutoCAD, SolidWorks, Blender. Có chơi Blackbit, Wukong và PUBG. Em có 26 triệu đang phân vân con. Thứ nhất là Legion R7000 AHP9 Ryzen 7 7840H, RAM 16 SSD 512 4060, màn 15.6 inch Full HD 144Hz. Con thứ hai là Legion Slim 7 i9000X, Core i7 12700H, RAM 16 SSD 512, RTX 3050 Ti, màn 16 inch nhưng mà tận 2.5K 165Hz cơ. Con này thì hai con này thì máy nào ổn hơn, hoặc có thể tư vấn cho em con máy khác ạ, ưu tiên Legion hoặc hãng khác cùng phân khúc. Cảm ơn ạ và chúc kênh càng phát triển mạnh. Rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Và rất cảm ơn câu hỏi. Thực ra là nhìn hai con này thì biết là chọn con nào luôn rồi đúng không anh? Con nào cấu hình cao hơn thì chọn thôi. Ok, thật ra thì với cái nhu cầu Blackbit, Wukong và PUBG của bạn thì đang khá là hardcore này. Đúng rồi, mà con Legion Slim 7 kia mặc dầu nhá, phân khúc của nó trên so với con Legion R7000. Tuy nhiên đây là một cái phiên bản của 2022. Xong lại cấu hình còn có 3050Ti, 4GB. Thì 4GB. Bạn lại còn kiểu có Blender, SolidWorks các thứ thì nó cũng okay. Sẽ hơi đuối. Nói chung là mình nên chọn con nào càng mạnh càng tốt. Như kiểu bạn có chơi game mà đúng không? Thì RTX 4060 quá là hợp lý cho cái nhu cầu đấy của bạn. Mà R7000 này thì đang có sẵn tại Laptop World nhá. Ok. Thật ra chắc là bạn ấy đang phân vân giữa một con màn đẹp và một con cấu hình mạnh. Chắc vậy. Vậy đấy, nhu cầu của bạn ấy là bạn cần cấu hình trước đã nhá. Còn màn đẹp thì sau này chúng ta có thể quất thêm con màn rời to hơn, đẹp hơn bên ngoài được mà, đúng không? Đúng rồi. Con màn này vẫn đẹp mà. Con này vẫn ổn. Okay. Rồi nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Quân. 2775.
Em chào hai anh chị, hôm qua em mới mua bên mình chiếc Acer Vivobook 15 OLED i7 màn 2K. Okay. Em vẫn chưa biết cách sạc dùng như nào cho đúng cách tăng tuổi thọ của pin. Không biết là vừa sạc vừa dùng trên máy em có bị sai cách không ạ? Em có chơi thêm cờ, liệu máy có bị xuống cấp không? Em chúc hai anh chị thật nhiều sức khỏe và kênh sớm đạt nút bạc. Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ bên mình. Cảm ơn lời chúc của bạn nữa. Có vẻ như đây chúng ta lại bắt gặp thêm một bạn overthinking nữa rồi. Có thể bạn lần đầu dùng máy không biết. Tại vì là sao? Tại sao anh lại nói thế? Tại vì là thường thường ấy, để mà bạn sẽ hỏi nhân viên kinh doanh làm sao để thử pin đúng không? Thì nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn cho bạn là bạn phải vừa dùng vừa cắm sạc. Nhưng mà nghe nó hơi ngược đời đúng không? Bởi vì thông thường trên điện thoại người ta toàn khuyên là không nên vừa dùng vừa cắm sạc. Đúng. Tại sao trên laptop mọi người lại toàn khuyên là phải vừa dùng vừa cắm sạc? Nghe nó khá ngược đời. Tuy nhiên nhá, cái việc vừa dùng vừa cắm sạc ấy là cái cách mà gần như là tối ưu nhất cho cái tuổi thọ của pin rồi. Do là nó sẽ hạn chế được tối đa cái tình trạng là phải sạc xả điện liên tục vào pin. Thì giúp cho cái viên pin chúng ta được tuổi thọ được bền hơn. Và khi mà pin nó đã đầy rồi ấy, cắm sạc sử dụng ấy, thì nó sẽ sử dụng trực tiếp nguồn điện từ sạc. Và thêm nữa, một lưu ý giúp mình, bạn hỏi là làm sao để có cái tuổi thọ pin được bền nhất và chơi cờ các thứ thì có xuống cấp hay không, thì câu trả lời mình hoàn toàn là không lo cái điều đó. Và chỉ cần chú ý giúp mình là sử dụng máy trên mặt phẳng, bàn cứng này, đừng có dùng trên chăn, trên đệm, trên gối thì hết. Đừng có để lên đùi các thứ, hay là kiểu cầm lên dơ dơ, nằm xong ngược này thì bay nhanh lắm. Ok, nó sẽ làm sao để cho tối ưu nhất về cái không gian thoáng đãng ở dưới mặt đáy của máy. Bởi vì là khi mà nó bít mặt đáy rồi thì sẽ rất là nóng, om nhiệt đúng không? Mà cái nhiệt độ là cái tuổi thọ lớn nhất của cái linh kiện điện tử, đặc biệt là pin. Anh em nhá, lưu ý giúp mình cái điều này nhá. Làm sao cho máy càng mát càng tốt. Đấy, anh em có thể làm mọi cách cho máy của mình mát, thổi quạt vào cũng được, thổi điều hòa vào cũng được, hay là mua thêm đế tản nhiệt cũng được, kê cao gầm máy lên cũng là một cái giải pháp nhá. Đấy là cái cách để làm sao cho máy bền bỉ nhất có thể. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Bách Nguyễn Hoàng. Bạn có đặt câu hỏi chúng mình là cho em hỏi hai anh chị thân mến, trong tầm giá dưới 2-3 triệu có con nào mỏng nhẹ, hiệu năng ổn, pin trâu, màn đẹp, tản nhiệt tốt không? Nhu cầu của em là làm Photoshop này, làm đồ họa 3D này, chơi game nhiều. Em đang phân vân con Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 2023 với cả con Asus Creator 530VJ. Mong hai anh chị tư vấn cho. Rồi ok, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Không biết là cái con 530VJ bạn đề cập có phải cấu hình là i7-13620H và RTX 3060 đúng không? Chắc vậy. Mình xem con đấy tầm 23. Thì con đấy với con IdeaPad Pro 5 kia nó sẽ có một vài điểm khác như sau. Cái con Q530VJ thì nó có khả năng nâng cấp được. Còn IdeaPad Pro 5 thì không. Nhưng mà bù lại thì IdeaPad Pro 5 lại có màn đẹp hơn. 530VJ là màn Full HD OLED. Thì nếu mà màn OLED Full HD thì nó sẽ hơi cảm giác rỗ rỗ một tí. Chính xác. Thêm nữa là con kia thì không nhầm 3050 4GB thì phải. Con VJ ấy. Vâng. Còn con này thì 3060 6GB, IdeaPad Pro 5 là 3060 6GB. Đúng rồi. Đó. Thì mình thấy là 3060 6GB nó vẫn hỗ trợ tốt cho bạn hơn. Pin của IdeaPad Pro 5 cũng trâu nhá, 80Wh trâu hơn. Đó, nói chung là rất nhiều điểm IdeaPad Pro 5 nó kiểu nó toàn diện hơn con kia. Đúng rồi. Cho nên là chốt lại là đúng rồi, IdeaPad Pro 5. Chính xác. Ok nhá. Laptop thì đang còn không nhiều đâu, nhanh tay lên bạn nhá. Gọi tiếp theo của bạn Phúc Nguyễn. Em chào, hai đêm đang có khoảng 20-25 triệu. Tính lấy con K3605ZU 4050 với Vivobook Gaming nên lấy 4050 hay 3050 ạ? Nhu cầu chơi CS2V là cái gì? Valorant. Có thể chơi thêm PUBG trong tương lai. Với tầm giá đó thì còn một con gaming nào không? Muốn ngoại hình nó nhìn không hầm hồ lắm. Em chúc kênh ngày càng lớn mạnh ạ. Thank you em rất nhiều. Em thấy dạo này các bạn kiểu càng ngày càng thích những chiếc laptop mỏng nhẹ, hoặc là trong văn phòng nhưng mà bên trong phải gaming nhá. Đúng rồi. Thấy thị hiếu rồi, các anh em là hay vậy lắm này. Chính xác, bây giờ trend mà. Nhu cầu người dùng càng ngày càng thiên hướng về cái thiết kế nó không quá hầm hố như gaming, nhưng mà hiệu năng lại phải mạnh như gaming. Đó, lại còn màn đẹp nữa. Chắc mọi người cũng bị đau lưng dùng em kiểu vậy. Ok. Trẻ nhưng mà hay đau lưng. Mình nghĩ là trong tầm giá này thì có một con máy mình khá là tâm đắc, đó chính là IdeaPad Pro 5 2023. Tất nhiên rồi, đây là một con máy mà gần như toàn diện nhất, phân khúc khoảng 22 triệu hơn, 23 triệu. Build ngon. Màn đẹp 2.5K 16 inch, 120Hz. Đấy. Cấu i5 13500H. Thật ra thì để mà quẩy Valorant với cả Counter-Strike 2 ấy, con i5 này là một con đáp ứng được là quá tốt luôn. Đó, nói thật là trong cái tầm này thì lại còn có cả 3006GB nữa. Build thì full nhôm, pin thì 80Wh, ok chưa? Giá tầm 23 triệu bên Laptop World chúng mình đang sẵn. Đúng rồi. Còn cũng còn sương sương chắc mấy chục con đấy thì anh em nhanh tay thì còn, không là nó bay nhanh lắm.
link bên dưới mô tả nhá. Ừ. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Chí 5776. Chào shop, mình đã trở lại sau 3 số hỏi đáp thắc mắc. Vẫn là budget hơn 30 triệu và thì mình lại tìm được thêm con Zenbook S14 và Ultra 9 32GB. Lần trước shop bảo là chờ S16 M5606. Mình khá thích build của Zenbook nhưng muốn cái sức mạnh của AI9HX370, làm sao bây giờ? Hiu hiu. Thật ra thì ok, đúng là lần trước mình có tư vấn cho bạn con S16, nhưng mà con S16 đấy chờ mãi chưa có hàng về. Nhưng mà em thấy là bạn đang bị cái kiểu là bây giờ có 3 miếng bánh đặt trước mặt thì bạn đều thích ba cái đấy hết mà chỉ được chọn một trong ba thôi. Rồi đấy, mà cái nào nó cũng ngon cơ. Thì cũng khó nhờ. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ là cái sức mạnh của Ryzen AI 9HX370 thực sự là nó sẽ không hề làm bạn thất vọng đâu. Đúng rồi, anh cũng nghĩ thế. Không hề làm bạn thất vọng một chút nào. Nên nếu mà bạn đợi được thì nó rất rất xứng đáng. Hoặc là bạn đã nhắm sang con Zenbook S14 này. Thế thì tại sao bạn không quất luôn con Vuebook S14 đi? Đúng rồi. Tức là lần trước ấy là bạn đang phân vân là một con màn hình to. Chủ thì mình mới phải tư vấn cho bạn con S16. Nhưng mà bây đây giờ bạn đang phân vân một con S14 là có 14 inch. Tức là bạn cũng có thể chọn được một con máy 14 inch. Thì con Vuebook S14 thực sự là một con máy rất xứng đáng trong cái mức giá khoảng độ 31,9 triệu. Đúng vậy. Ryzen AI 9HX370 đó. Con máy đó thì thực sự là hàng về nó gọi là đi quá nhanh luôn, nên là mình cũng không kịp cập nhật số lượng trong kho. Bây giờ chắc là cũng không còn nhiều, hoặc là cũng đã hết hàng rồi. Nhưng mà mình nói thật là con đấy là một con máy rất ngon nhá, rất xứng đáng. Còn Ultra 9 thì ok, nó là một con máy thiên về pin trâu. Nếu bạn cần pin trâu, bạn cần build ngon của Zenbook thì chắc chắn rồi, con đấy cũng là một con máy rất là xứng đáng. Còn với con S14 Vuebook kia thì nó sẽ là một con máy mà cho chúng ta hiệu năng, cho chúng ta sự toàn diện. Không thiếu một cái gì cả. Giá lại còn hợp lý nữa. Mình thấy lấy con Vuebook hợp lý hơn đấy. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Nguyễn. Chào hai đêm, mình hiện sắp tới đi làm, cần một con laptop, nhu cầu như sau. Đầu tiên là làm truyền thông marketing, okay. Tiếp theo là edit nhẹ nhàng, máy mỏng nhẹ pin trâu do phải thường xuyên di chuyển. Chưa được Genshin, thỉnh thoảng có try hard vì mình thường đi xa. Fan đội đỏ, bắp dép 15-20. Mình cảm ơn hai đêm nhiều. Ok, rồi rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình sẽ phải trả lời luôn các bạn ạ. Cái yêu cầu này ấy, thì nói thật là hầu hết tất cả người dùng laptop ở trong cái phân khúc giá này đều đang nhắm tới, và cả các hãng cũng đều đang nhắm tới nữa. Tức là chúng ta cần gì ở đây? Một con máy mỏng nhẹ nhưng mà hiệu năng phải cao, không được yếu, pin trâu nhưng mà giá lại phải tầm trung, không quá đắt. Và chỉ cần con máy đáp ứng được đúng 4 cái tiêu chí mình vừa kể trên thôi thì nó là một con máy ngon và bán đắt như tôm tươi luôn. Nói thật thì tầm 20 triệu, đúng là có một con máy như thế, là con máy mà Thủy vừa review hôm trước xong, con Lenovo IdeaPad Slim 53BVN. Con này đang có Ryzen 7 8845HS, CPU nó ăn có tầm 28 quạt điện thôi, nhưng mà hiệu năng của nó thì nó vã tất cả mấy con Ultra 7 rồi là Ultra 5 các thứ trong phân khúc giá này, nó cân hết. Nhiệt độ của nó thì rất là mát nhé, kể cả hiệu năng trên card đồ tích hợp rất là ngon nữa. Pin thì 57 Wh, để mà bảo là trâu thì không phải quá trâu, nhưng để mà bảo là yếu thì đây là viên pin trong mặt bằng chung mà. Thậm chí nó cao hơn mặt bằng chung. Thông thường ấy, trong tầm giá chúng ta chỉ có 50 Wh thôi. Đây anh em có 57 Wh, là thậm chí là to hơn mặt bằng chung rồi. Đây là một con máy mình thấy rất ngon. Đây là hàng chính hãng, bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm mà hiện tại bên mình đang sell xuống còn 20,990. Được trước là hơn 21, rồi 20,990. Rất là hợp lý con đấy. Nói chung là con này rất là xứng đáng luôn. Nhiều anh em cũng feedback lại mua con này, đúng là rất là ưng ý, không có gì phải chê cả. Nên là bạn hãy múc con này nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới câu hỏi của bạn Hoàng Hải Nguyễn 4453. Chào hai anh chị, chúc kênh càng phát triển và thành công hơn nhé. Yes. Rất cảm ơn lời chúc các bạn. Trước qua shop mình múc con lốc 2024 bản Ryzen 7. Đây là Ryzen 5 bạn ạ. 7235HS là đúng Ryzen rồi. 5. Đúng rồi. Mình đọc tới cấn cấn. RTX 3060GB, RAM 12D512. Chuẩn bị qua áp thêm thanh RAM 16 cho thằng bạn. Ok, rất cảm ơn bạn nhá. Hiện tại thì mình cũng đang tính với nhu cầu là học và làm việc trong ngành khoa học máy tính, tầm giá 27 đổ lại. Đây có một vài yêu cầu như sau nhá. Bạn có sẵn PC ở nhà rồi, màn hình khá ổn nên không nhất thiết phải có độ phủ màu cao quá đẹp. Thứ hai là nhu cầu thì lâu lâu có một tí game 3 với cả eSports. Làm đồ họa khỏe, edit video được, Photoshop chạy AutoCAD, RAM 16 sẵn DDR5 để nâng cấp thêm, SSD có thể nâng cấp được, em khỏe, không lo về cân nặng, màn to hơn 14 inch cỡ 16 inch đổ lại. Ây chà. Tản khỏe một tí, không ngại tiếng ồn, như mấy con Acer cất cánh cũng được. Dạ. Rất thoải mái. RAM VRAM card 6GB phân vân RX 7700S hoặc 4050 hoặc 4060. TGV tiệm cận 100W.
do sợ là 7700S thì TGP kém, bóp hiệu năng. Còn các vấn đề khác như gọi là phím touchpad webcam thì không quá khó tính, nói chung đủ dùng là được. Vậy. Một câu hỏi mà phải nói là dễ tính nhất từ trước đến giờ mình đã từng gặp luôn. Nhìn dài thế này thôi nhưng mà bạn rất rất dễ tính luôn ấy. Ok. Cái khoản kiểu như là đây, em khỏe không cần lo về cân nặng là dễ tìm rất rồi. Rất dễ tư vấn rồi. Rất dễ tư vấn trong tầm giá này thì trong này có một con laptop mình thấy cực kỳ là hợp với đoạn. Đó là con Lenovo LOQ 15AHP9, cấu hình là Ryzen 7 8845HS, RAM 16, SSD 1T và RTX 4060 với mức giá là 27.590.000. Số okay. lượng cũng khá là ít nên là bạn hãy nhanh tay thì sẽ còn nhá. Ok, hoặc là nếu như mà muốn kiểu render cái thứ hardcore hơn, edit video 4K, thứ nhiều hiệu ứng hơn thì có thể cân đối sang một con Legion 5R7000 cũng được. Tầm giá khoảng 30 nhỉnh tí, có i7-14650HX và 4050-4060 thì đó. Cái tầm đấy mà render thì thôi nó gọi là bá cháy bỏ chét luôn. Đó, có thể cân đối nhá. Link thì tất nhiên rồi, bên dưới hết phần mô tả của video này anh em có thể lướt qua từng cái link và xem qua từng tên máy, chúng mình sẽ sắp xếp theo thứ tự câu hỏi rồi. Anh không phải cần phải tìm quá nhiều đâu. Ok, chúng ta cùng sang tới câu hỏi tiếp theo thôi nhỉ. Của bạn Thế Anh Nguyễn 1272, chào admin, mình có 20 triệu muốn mua một con laptop có thể chiến game tốt nhất trong tầm giá đó. Mong AD tư vấn giúp mình nha, mình là người mới dùng nên không hiểu biết lắm. Cảm ơn AD. Ok rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Không có vấn đề gì hết. Quan trọng ở đây là bạn đang chơi game gì. Nếu mà bạn chơi game 3A như kiểu PUBG không bắt riêng phải 3A game sport như kiểu là Black Myth Wukong này hay là Forza Horizon này đấy, thì chúng ta sẽ cần một con máy nào có card mạnh giúp chơi game tốt hơn. Tuy nhiên ấy, thì nếu bạn chơi mấy con game FPS như kiểu là Counter Strike 2 này, Valorant này, thì chúng ta lại cần một con máy thiên hơn về CPU mạnh, sẽ giúp cho bạn cái trải nghiệm chơi game FPS nó được cao hơn đó. Như vậy thì nếu như mà game 3A ở đây, chúng ta có thể cân đối một con Lenovo Lock 15 Ryzen 5 7235HS như bạn bên trên vừa mua đấy, RTX 3060G. Còn đối với game FPS ấy, thì bạn có thể cân đối chọn một con Asus TUF Gaming F15 FX57ZC4HN05W. Con này thì đang có Core i5-12500H, hiệu năng của nó sẽ là mạnh hơn so với cả con Ryzen 5 7235HS. Tuy nhiên thì card của nó lại hơi thấp hơn một chút, chỉ có là 4GB RAM thôi, nó cũng là 3050 nhưng mà 4GB, con kia là 3066GB. Thì cái hiệu năng trên card lúc này không quá quan trọng cho những con game FPS. Đó, mà ở đây chúng ta sẽ cần thiên hơn một chút về hiệu năng trên CPU. Còn ngược lại, nếu anh em chơi game nặng ấy thì chúng ta lại cần thiên hơn về hiệu năng trên card nhá. Có thể cân đối một trong hai con máy mình vừa kể trên. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Nguyễn Lê Đăng. Mọi người cho em hỏi giữa lốc i7-13650HX, RTX 4060 với 4050 có thua nhau nhiều không ạ? Con 4060 đang hết hàng. Con mà hết đâu. Link bên dưới phần mô tả luôn. Lốc 15 có mã là UFVN nhá, anh em có thể vào trong ngay trong web Laptop World và tìm kiếm luôn. Con đây đang có i7 đúng không? 13650HX và RTX 4060 luôn, mức giá của nó đâu đó và hơn 3233 thì ạ. Đang có hàng nhá. Múc luôn. Còn nếu mà bạn hỏi là hai con 4060 4050 có thua nhau nhiều không, thì 4060 nó có 8GB RAM và hiệu năng của nó cao hơn 4050 là khá nhiều. Khá đấy. Về hiệu năng chơi game đồ họa thì chắc chắn rồi, bản 4060 sẽ sướng hơn nhá. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thi Trà. Em học công nghệ thông tin, ngành em có dính đến AI và data, IoT và blockchain lập trình. Không chơi game nhiều, nhu cầu là đủ để đáp ứng các môn học liên quan đến ngành IT thôi. Tài chính chỉ có 15 triệu mà yêu cầu là phải pin trâu vì trường em ít chỗ cắm sạc. Hay dạ, cao. Khá cao. Bởi vì ở đây mình xin phép giải thích nhanh có một chút là như thế này. Như mình đã nói bên trên ấy, thì trong cái tầm giá này để mà vừa có hiệu năng ổn một chút lại còn vừa có pin gọi là trâu một chút ấy, thì gần như là rất khó, gần như là không thể luôn. Bởi vì là thông thường người ta sẽ phải cắt giảm đi CPU để cho thời gian pin trâu hơn. Đúng rồi. Hoặc là cắt giảm đi pin để tối ưu cho hiệu năng của CPU mạnh mẽ hơn. Đó. Nói chung là giá đấy. Kiểu cái mức giá này nó đang rất là eo hẹp, cực kỳ là eo hẹp ấy. Nếu như mà ở mức giá nó cao đi thì dĩ nhiên là có rất nhiều mẫu laptop có thể đáp ứng được. Nhưng mà đúng là 15 triệu thì sẽ hơi khó một chút. Thật ra thì ở đây đang có một con 15 triệu 9 là con Asus Vbook 14 OLED A1405Z AKM264W mình mới recommend bên trên xong. Link thì ở ngay bên đầu thôi. Chúng ta đang có một con i5-12500H RAM 16 Duo có thể tháo ra và nâng cấp được. SSD 512, card Iris Xe, màn 14-2.8K OLED. Thật ra mình biết ngành học này của bạn không quá cần màn, nhưng mà nó là một cái option ngon mà mình nghĩ chúng ta cũng không cần thiết, không nên bỏ qua, đúng không nào? Hiệu năng của CPU thì đủ mạnh và pin của nó là 50Wh.
thì cho cái nhu cầu của bạn, mình nghĩ là trong một buổi sẽ là đủ học hành, soạn thảo văn bản, rồi là thực hiện các cái thao tác. Còn ở trong lớp ấy thì mình nghĩ là về cái nhu cầu cắm sạc không phải là quá quan trọng đâu. Nó vẫn sẽ là có thể đủ đáp ứng được cho chúng ta. Quan trọng đây là một cái màn hình OLED khá là sáng, cho nên chúng ta có thể giảm mức độ sáng về ngưỡng khoảng độ 40% thôi, thì sẽ giúp cho cái thời gian trụ pin chúng ta được tốt hơn nhé. Với ngành học này mình cấu hình như thế đáp ứng được tốt trong khoảng độ 4 đến 5 năm là thoải mái rồi nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn là Tuấn Anh Nguyễn. Chào hai anh chị, chúc kênh ngày càng phát triển và thành công. Ok, rất cảm ơn câu hỏi của bạn, lời chúc của bạn. Em có hai câu hỏi như sau. Thứ nhất là cùng một con chip thì RTX 3050 Ti có cho ra FPS cao hơn so với cả 3050 có một switch không ạ? Câu hỏi thứ hai, i7-1360H4050 ở trên Nitro V được hãng đi kèm bộ sạc 135W, trong khi Nitro 5 Tiger i5-12500H 3050 Ti đi cùng với cả sạc 180W thì liệu bên ít hiệu năng bên ít điện hiệu năng cao hơn, hiệu năng cao chơi game có mạnh hơn bên hiệu năng thấp nhưng ăn điện nhiều không ạ? Em cảm ơn. Wow, câu hỏi này hơi lù não một tí nhưng mà ok, em hiểu rồi. Đầu tiên là về đầu tiên nhá. Rồi nếu như bạn chơi game FPS ấy thì max switch lúc đấy nó mới có tác dụng nhiều. Còn nếu như mà chơi game 3A thì hầu như là không. Ok. Còn về việc là 3050 Ti với 3050 thì hai con này tranh nhau cũng không quá là nhiều đâu. Thế nên là mình thấy là bạn nên ưu tiên bên 3050 có max switch hơn. Đấy. Còn về cái vế thứ hai ấy, ý bạn hỏi ấy là một con cấu hình cao nhưng mà sạc thấp. Đấy, với một con cấu hình thấp sạc cao ấy thì thực ra cái cục sạc này nó không quan trọng lắm. Nó bạn không cần quan tâm đến cục sạc đâu nhá. Còn chúng ta cái cần quan tâm ấy đấy là về cấu hình. Thì dĩ nhiên hai cái cấu hình này chúng ta phải chọn phiên bản i7-1360H và 4050 rồi đúng không? Tại vì 3050 Ti cái phiên bản của 2022 có 4GB RAM, xong rồi nói chung là nó yếu hơn nhiều so với 4050. Lý do tại sao mà những cái phiên bản cấu hình đời cũ nó phải bơm điện nhiều? Do là hiệu năng của nó thấp hơn. Đúng là bây giờ đi sang thế hệ mới rồi, cắt giảm bớt đi độ dày của máy, tối ưu rất là tốt, tối ưu cho điện năng tiêu thụ và lúc này chỉ cần ăn ít điện hơn thôi là đã mang lại hiệu năng thậm chí mạnh hơn đời trước ăn nhiều điện. Nên là lấy cho mình con Nitro V nhá. Rồi okay. Câu hỏi tiếp theo của bạn Dung Nguyễn. Em chào hai anh chị, muốn mua một máy tầm 20 phục vụ việc học marketing, mua cho em của em và một máy cho bản thân, việc học 3D, đang nhắm đến ThinkBook 16 Gen 7 Ryzen 7 và Lenovo Legion 5 i7000P 16 IRX 9 2024, 14650HX. Mong anh chị tư vấn máy ngang tầm giá và đưa ra lựa chọn tốt nhất. Chúc anh chị gặp nhiều may mắn và sức khỏe. Ok, rất cảm ơn câu hỏi và lời chúc của bạn. Nếu bạn đang phân vân giữa một trong hai con này thì câu trả lời của mình sẽ là Legion 5. Nhưng mà mua Legion 5 i7000P ở đâu giá có 20? Anh đang thấy hơi sai như thế. Tức là đây là mình đang phân tích từng vế một nhá. Thì nếu mà chọn một trong hai con này thì anh sẽ chọn Legion 5. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là i7000P thì cũng phải tầm 28-30 triệu chứ làm gì có 20 triệu. Nhưng mà kể cả nếu mà có bán lại, có người nào bán lại thì sao có giá 20 được nhỉ? Tức là bây giờ ít ra bán phải tầm 25, phải 23, 25. Cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là bạn mua, cái chỗ bạn mua ấy, là đúng, bạn phải check. Bạn check một kỹ cách nhá, kỹ càng, phải kỹ vào kiểm tra xem là đấy có phải là một bên gọi là buôn bán chuẩn chỉ hay không, chứ mình đang hơi nghi đào ngờ lửa cái giá là này chết đấy. Hơi đào lửa chỗ này, tại vì riêng cái con i7-14650HX thôi là nó, chưa có một con nào nó không bao giờ có chuyện là giá 20 triệu cả, dưới 25 triệu là chưa có. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Đây là 20 triệu thì mình cũng hơi thắc mắc. Ok, rồi. Hoặc là bạn nói con ThinkBook kia 20 triệu, còn con Legion i7000P kia chắc khác đi. 20 triệu. Hai con tổng lại 50 triệu. Ôi, bạn quất một lúc hai con ấy, nó cũng dã man đấy. Nhưng mà ok, nếu như mà học marketing ấy, thì ThinkBook sẽ là ok nhá. Còn nếu như mà học 3D ấy, thì Legion sẽ là ok. Đó, hai cái nhu cầu này của bạn thì mình thấy hai con này đều là rất ok rồi. Cho cái mức P trên P mà nó mang lại thì đây là hai con máy mà mình thấy khá xứng đáng. Bởi vì sao? Cách tay đây là sẽ có cho chúng ta một cái mức P trên P là rất tốt, nhưng mà về cái nguồn hàng, về cái mức độ xác thực, về bạn nên xem kỹ cái chỗ bên bán nhé. Chính xác rồi. Chúng ta sẽ cùng qua câu hỏi tiếp theo của bạn Little Fish. Chào 2AD, em đang có tài chính 14-17, mong muốn một chiếc laptop phục vụ cho các công việc văn phòng cơ bản, có thêm edit ảnh video, chơi game nhẹ nhàng LOL Valorant, và muốn một chiếc máy có màn hình đẹp một chút, build kim loại, thì chiếc nào ổn nhất tầm giá? Chúc anh chị sức khỏe, em cảm ơn. Ok, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Thank you bạn. Ở bên mình thấy có một con laptop rất là phù hợp, đấy là con Acer VivoBook 14 OLED với mã là 095W, cấu hình i5 13500H,
RAM 16, SSD 512, màn 14 inch 2.8K OLED, mức giá là 16.990, đáp ứng hầu như mọi cái yêu cầu mà bạn đưa ra. Tuy nhiên thì ở cái vế cuối là build kim loại thì con này là build nhựa. Nhưng mà nhựa này thì không phải là nhựa kiểu đều. Độ bền quân đội. Đấy, có tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ. Chính xác. Còn nếu mà bảo là trong tầm giá này mà cần phải có hết tất cả bên trên thì thực sự là hàng chính hãng rất là khoai. Thật sự thì mình nghĩ là cái option Vivobook 14 OLED kia sẽ là một cái trang bị mà rất ngon, hợp lý cho cái nhu cầu đúng của rồi, bạn. Mấy dòng Vivobook A đấy thì nó sẽ thiên hướng về kiểu là phổ thông, giá rẻ mà những con đấy rất là ăn về phần màn hình và cấu hình. Đấy, thì nếu mà bỏ qua cái chỗ phần build kia thì con đấy rất thực sự rất là đáng lên book đấy. Ok, link bên dưới mô tả anh em nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn LuVD07. Chào 2D, cho em hỏi dưới 25 triệu học kỹ thuật ô tô, chơi game eSports và 3A thì có máy nào phù hợp không? Chắc là lốc 15 thôi. Link thì bên dưới mô tả nhé. Con này sẽ là lốc 15 15RP9, Ryzen 7 7435HS, RAM 16, SSD 512 và RTX 4050, 15.6 inch Full HD, 144Hz và 100% sRGB. Ngoài ra thì nó có 22 triệu thôi mà có màn đẹp, có build ngon, có tản mạnh và cân gần như là hết mọi game cho anh em luôn. Đang có sẵn ở Laptop World nhá. Ok, link bên dưới phần mô tả. Là một con máy mình thấy khá tâm đắc trong mức giá 22 triệu. Thật ra nó là 21.990 anh em ạ. Khá là mềm. Câu hỏi tiếp theo của bạn KP4289. AD nghĩ sao về vấn đề sụt pin ở trên Lenovo Lock ạ? Liệu đây là lỗi hay là tính năng của hãng? Cái này có vẻ như là mình nói nhiều rồi anh nhỉ? Mình cũng đã nói khá nhiều rồi. Mình phân tích lại một lần nữa cho anh em nào vẫn đang thắc mắc nhé. Lỗi thì cũng không phải, mà tính năng thì cũng chẳng phải luôn. Nó là cái cơ chế hoạt động của máy thôi. Và trên mấy con Intel Core i5-12450HX 3006G đó, thì mình có test là mình chưa thấy tụt pin. Bản Ryzen 5 7235HS mình cũng test tuyệt nhiên là không thấy tụt pin, kể cả chơi mấy con game 3A chẳng nữa. Mà nó sẽ chỉ gặp ở trên mấy con i5-13450HX và i7-13650HX thế hệ đầu. Nó có sạc 170W. Thì cái combo này là một combo HX đời mới, ăn rất nhiều điện, thậm chí nó bơm lên tới 150W trên CPU rồi. Cho nên là việc trang bị sạc 170W thì nó bị thiếu. Cho nên là ở những cái thế hệ gần đây thì mình đều thấy những bản mới này đều có sạc 230W rồi. Nên chúng ta không cần lo nghĩ quá nhiều nữa nhá. Thoải mái sử dụng, yên tâm. Ok. Câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn Việt Nguyễn. AD ơi, mình đang dùng Lenovo Yoga Slim 7, suốt màn giờ mỗi lần bật máy phải mở màn hình lên. Giờ có cách nào cài không cần mở màn hình, chỉ cần bấm nút nguồn là máy bật không ạ? Ok, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra mình chưa thử cái kiểu này bao giờ. Ý bạn là chúng ta vẫn đang gập đóng cái nắp màn hình lại và bấm cái nút nguồn máy bật lên. Bởi vì là cái nút nguồn của con Yoga nó ở bên cạnh, ở bên cạnh phải đây này. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà thiết đặt như thế thì hãng người ta sẽ không cho chúng ta cái thiết đặt như thế. Bởi vì sao? Khi chúng ta lỡ đút vào ba lô, cấn tì cái gì đó vào máy tự bật nguồn lên thì dở, đúng không nào? Cho nên là mình nói chung là đấy kiểu một cái cơ chế tự bảo vệ máy rồi. Ok, chúng ta sẽ nên mở màn hình lên và bật máy thì nó sẽ cẩn thận hơn. Và đặc biệt một cái lưu ý nữa, đấy chính là khi chúng ta sử dụng ấy, nếu mà chúng ta cắm màn rời nhá, kể cả chúng ta cắm màn rời nhá, nếu chúng ta cứ đóng máy lại như thế này, đúng không? Nó sẽ om nhiệt. Nhiệt độ tỏa đúng ra không? Từ bàn phím, từ linh kiện, nó om lên màn hình. Tại vì máy nó vẫn phải chạy để nó xuất ra màn hình rời mà, đúng không? Chính như xác. Thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái tuổi thọ của máy. Đấy, thế nên là các hãng làm như thế cũng có ý đồ, nên là mình cứ làm theo bình thường thôi. Đúng rồi. Không cần phải đi trái lại nguyên tắc làm gì đâu. Cứ không cần phải lật hẳn thì chúng ta lật lửng lửng như này cũng được. Đấy. Hạn chế úp thịt màn hình xuống. Thật ra là... thì úp xuống cũng có cái thiết đặt như thế. Nhưng mà nói chung là nó cũng ảnh hưởng đúng rồi. Đến linh kiện bên trong. Mình thì mình không khuyến khích anh em làm cái điều đó nhá. Cho nên là hãy có thể cố gắng là lật màn hình lên, bật máy lên và sử dụng như thông thường mà thôi. Cắm ra màn rời hay cắm ra cái gì đi chăng nữa thì cũng nên mở màn hình lên ở cái tư thế hoạt động anh em nhá. Ok, và đó là cái câu hỏi cũng như là câu trả lời cuối cùng chúng ta ở trong số hỏi đáp số 52 tuần này. Thì không biết là cái câu trả lời của chúng mình có đủ để làm hài lòng tất cả anh em viewer của Laptop World hay không, và anh em có đang còn cái thắc mắc gì nữa hay không thì đừng quên đặt ở phía bên dưới phần bình luận của video này nhá. Rất mong chờ những câu hỏi thật là hay của anh em để chúng ta sẽ đón chờ sẽ gặp mặt nhau ở trong video tiếp theo tối thứ 6 tuần này. Còn bây giờ thì hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video và đừng quên ủng hộ mình cũng như là Thanh Thủy, thì hãy để lại một like, một sub và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.